Những đề án cô băng nhóm Yakuza kỳ số 1 vụ sát hại Sugi và Nozaki. Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ phạm tội thấp, nhưng đáng ngạc nhiên là nước này lại là quê hương của một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất thế giới, Yakuza. Mạng lưới gồm sắp xỉ 60.000 thành viên này do 22 gia đình cấu thành, thường được gọi là Boryokudan. Các Boryokudan lại thường gồm những băng nhóm chân rất nhỏ hơn. Trong số 22 Borio có ba dòng họ lớn nhất là Yamaguchi Gumi, Sumi Yoshikai, Inagawa Kai, những hành vi phạm tội của Yakuza. Thường ít gây sốc và tàn độc như là của những băng mafia phương Tây, và dưới đây là những tội ác gây tiếng vang lớn nhất của Yakuza trong nhiều năm qua. Vụ sát hại Ryoichi Sozura. Hai gia tộc lớn nhất trong Yakuza là Yamaguchi Gumi và Sumiyoshi Kai. Yamaguchi Gumi có khoảng 25.000 thành viên, trong khi Sumiyoshi Kai có 10.000 người. Không cần phải nói, cũng biết cuộc chiến giữa hai gia tộc này sẽ khủng khiếp như thế nào. Nỗi lo ấy của người dân Tokyo đã trở thành sự thật vào ngày 5 tháng 2 năm 2007 khi đồng hồ vừa điểm qua 10 giờ sáng, thì hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm tiếp cận chiếc xe limousine của Roy Yoshi Suzura, một thành viên cấp cao của Sumiyoshi Kai và nã ba viên đạn qua cửa kính xe giết chết ông này. Đó là các tay súng thuộc một băng nhóm có tên là Kokusho Kai, vốn là một nhánh của Yamaguchi-gumi. Động cơ đằng sau hành động này của họ chính là tranh giành địa bàn và thời điểm đó. Suzura đang giải quyết một vụ tranh chấp địa bàn ở Sumiyoshikai và Kokosukai ở quận Robogi thuộc trung tâm Tokyo. Nơi này trước đây thực ra thuộc về Yamaguchi-gumi, nhưng họ đã để mất nó vào tay của Shizumi Yoshikai sau những cuộc đấu đá vào đầu những năm 1990. Và giờ đây thì Yamaguchi-gumi muốn lấy lại địa bàn này và họ sẵn sàng viện đến giải pháp ám sát để thực hiện mục tiêu của mình. Người ta lo sợ rằng một cuộc chiến giành địa bàn sẽ nổ ra ở quận Rosboni, nơi nhiều đại sứ quán, trường học và học đêm tọa lạc và cùng ngày thì shigura bị sát hại và cả ngày hôm sau các thành viên của sumi yoshikai đã nổ súng vào văn phòng của yamaguchi gumi và hai cơn ngơi thuộc các nhánh của yamaguchi gumi sau đó thì cảnh sát đã dập tắt các hành động trả thù trước khi tình hình trở nên quá nghiêm trọng may mắn là cuộc chiến địa bàn đó đã không bao giờ thực sự xảy ra hoặc ít nhất là công chúng chưa được biết tới nó về vụ ám sát shigura thì đã không có ai bị bắt Công cuộc bành trướng của ông Wataru Jackson is Nada. Có rất nhiều thành viên nên không ngạc nhiên khi Yakuza cũng đã mở rộng hoạt động ra cả nước ngoài, tới Mỹ, Trung Quốc và cũng như là Hàn Quốc. Một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trong quá trình mở rộng của Yakuza sang Mỹ, đặc biệt là Hawaii, là Wataru Jackson is Nada. Là một thành viên của Sumiyoshi Kai, Anada đến Hawaii từ Tokyo vào năm 1972. Trong hai năm sau đó, thì ông ta đã thiết lập được nhiều mối quan hệ ở Mỹ và kể cả những mối quan hệ với giới mafia Los Angeles. Những kết nối này đã giúp cho Yakuza tuồn heroin vào Mỹ. Và cũng trong thời gian này, thì quan hệ giữa Yakuza và mafia Mỹ đã rơi vào tầm ngắm của các nhà chức trách. Mọi chuyện đã đổi thay vào một ngày tháng 5 năm 1976 khi người ta tìm thấy Inada và bạn gái bị bắn chết trong một căn hộ ở Honolulu, Hawaii. Và trước đó thì Inada đã từng bị bắt vì tìm cách bán một lượng lớn heroin cho một cảnh sát chìm và người này đang chuẩn bị ra làm chứng chống lại Inada. Vụ giết người này chưa bao giờ có lời giải nhưng người ta tin rằng đó là tác phẩm của một gangster địa phương. Vụ sát hại Inada đến tay công tố viên Michael Starett ở Honolulu. Star Trek nhận ra rằng chính Inada là người đã gieo mầm cho Yakuza trở nên có số má trên đất Mỹ. Sử dụng các mối liên kết mà Inada đã thiết lập, Yakuza có thể chuyển ma túy tới Mỹ, còn những băng nhóm tội phạm của tổ chức của Mỹ lại vận chuyển xuống đạn sang Nhật Bản. Star Trek là người đầu tiên nêu ra nguy cơ thực sự của yakuza lên bộ tư pháp Mỹ. Thậm chí đã có hơn 40 năm sau khi Inada đặt chân đến Mỹ, yakuza vẫn là một mối nhức nhối cho đất nước này. Họ tiến hành các hoạt động rửa tiền, buôn bán người cũng như mại dâm. Năm 2012 thì tổng thống Barack Obama đã cho đóng băng tài sản của hai nhóm yakuza lớn nhất để ngăn cản đường làm ăn của họ tại Mỹ. Vụ sát hại Kazuki Nozaki Yakuza cũng thực hiện hoạt động bảo kê Mặc dù tiến hành những mánh lưới làm ăn như thế, Yakuza vẫn tránh những hành vi bạo lực nhằm vào dân thường vì việc đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của họ. Tuy nhiên thì cũng có một số nhóm Yakuza khác biệt ở chỗ họ sẵn sàng gây hại hoặc là giết hại dân thường. Và một trong những nhóm như vậy là Goto Gumi do Stadamasa Goto thành lập. Goto Gumi trở nên nổi tiếng vào năm 2008 khi người ta phát hiện ra rằng Goto đã có một thỏa thuận với FBI để đổi lấy thông tin về Yakuza thì FBI đã sắp xếp để ông này được phẫu thuật kế ghép gan tại bệnh viện Ucla ở Los Angeles. Sau các phẫu thuật thì Goto đã quyên góp 100.000 đô la Mỹ cho bệnh viện. Khi thông tin này được loan ra, nó đã khiến cho Goto Gumi bị đá khỏi Yamaguchi Gumi. Dù Goto đã được phẫu thuật cứu lấy tính mạng, ông ta cũng chính là người lấy đi mạng sống của nhiều người. Trong đó có vụ giết hại Kazuki Nozaki, một nhà tư vấn bất động sản, Nozaki đã bị đâm dao cho tới chết trên đường phố tại phường Minato, Tokyo vào tháng 3 năm 2006, sau đó thì đã không có vụ bắt giữ nào, nhưng cảnh sát nghi ngờ rằng Goto Gumi đứng đằng sau hành động này. Bốn năm sau vụ giết người thì vào tháng 12 năm 2010, bốn thành viên của băng giống này bị bắt vì có liên quan đến cái chết của Nozaki. Gia đình của Nozaki còn kiện Goto Gumi và chính Goto. Gumi đã phải trả 1,5 triệu đô la Mỹ để hòa giải vào năm 2012 và thậm chí còn xin lỗi gia đình Nozaki, nhưng Goto vẫn không chịu trách nhiệm về vụ giết người đó. Và điều đáng nói là khi hoàn tất hòa giải thì Goto đã nghỉ hưu được 3 năm. Năm 2009 thì ông Quy Y cử Phật, ông cho ra đời cuốn từ truyền ăn khách có tên là Habakari Nagara, hãy ta thứ cho tôi, nhưng vào năm 2010 và quyên góp toàn bộ lợi nhuận cho từ thiện thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào